hạn làm gì có Google hạn tiền. Đúng rồi, Google hạn tiền có mà trả đến chết cũng không xong. Đúng rồi. Con này lên thuyền đó. Cái xe nhưng mà nhìn cái xe đấy mình cũng không trồng trồ bằng hôm nhìn thấy cái xe VF9. Ô VF9 thì chồng thích lắm. Con rất là muốn mua cái xe đấy nhưng mà dốn về dốn còn nằm mơ là dốn mua có xe đấy. Xe nào? Cái xe trắng ở chỗ con nhìn ở Smart City. Con cũng thích cái xe đấy, cái xe màu, có cả cái một cái xe màu vàng. Cái áo không cho con. Xe đấy lên có loại ghế chuyên cơ, gọi là ghế cơ trưởng đấy, nên ngồi nằm ngả massage, điều hòa, mát lạnh. Vé 9 đấy hả? Tôi nhìn thì xe thích, nhìn đằng sau nó rộng. Thế thì sau này nhá, con lớn nhá, con giàu, con mua cho mẹ, mẹ trả sướng quá. Con có một xe này. À, con mua xe nào? Con mua xe này à? Con mua xe này à? Dạ, con anh đi ngồi có vấn đề về xin phúc gọi cho VF9. Hảo nhé. Mất 180 phút. Bây giờ con sẽ mua xe taxi xanh. Sao con sẽ không chờ mọi người đi? Đấy, 180 phút thôi đi. Nói chung 180 phút thôi đi. Và một trận đấu 3 tiếng rồi ạ. Theo thế 3 tiếng sau này phải mua cái mức 180 chia 3 bằng 3. 180 chia 3 bằng 3. Quên nhớ. 180 chia 3 bằng 3. Wow, chia 3 bằng 3. Quên. 18 chia 3. 8 chia 3. 18 chia 3. Con ta lại hỏi con không biết chưa. 18 chia 3 bằng 6. Mẹ anh cứu đâu rồi? Con mua cái đấy rồi, khó đến con đã phải có tiền. 3 tiếng thôi. Thế này mà nghe bảo đi xe máy thì chết nắng con ạ. Đi cùng một xe thì mới nói chuyện được với nhau. Mẹ chả nghe con nói hết gì cả. Vui trong ngoặc kép. Internet hơi chậm. Xin anh chị hãy kiên nhẫn đợi em chút nhé. Hệ thống chưa thể thực hiện yêu cầu ngay lúc này vì kết nối internet của xe không ổn định. 180 độ C.